Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số loại nông sản của nông dân làm ra gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Mới đây, xã Đoàn Định Thành, huyện Thoại Sơn phối hợp Mạnh Thường Quân là anh Nguyễn Chủ Linh tổ chức thu mua khoai lang và củ cải trắng cho nông dân địa phương. Theo đó, 2 tấn khoai lang sữa, khoai lang tím và 700 kg củ cải trắng được anh Nguyễn Vũ Linh thu mua từ nông dân với giá mỗi ký khoai sữa là 6.000 đồng, khoai lang tím 1.500 và củ cải trắng có giá là 3.000 đồng một ký. Kinh phí do anh Linh vận động từ các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương. Số nông sản này được anh Linh phối hợp với đoàn thanh niên xã Định Thành phân chia để chuyển đến tận nhà phát miễn phí cho người dân.